Hello, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đến với kênh Hentai Channel. Và các bạn ơi, hôm nay cuộc đua Heroic Hentai đang nằm ở lớp 14 và nó spa rồi các bạn à. Chỗ này thì anh em mình cần đến với cái khu vực list và win nha các bạn. Ôi, ở đây thì Hentai chỉ win được 3 trận thôi. Và hôm nay nhân vật chính của mình sẽ là bé yêu này nha. Con này ra cũng rất là lâu rồi nhưng mà được rất là nhiều bạn yêu mến nha. Và hôm nay thì anh em mình sẽ trở lại với sức mạnh đặc biệt của các thành viên Heroic các bạn à. Con này cầm trong tay là 4 chiêu. Chiêu đầu tiên thì thuần chủng nha, chiêu của lão già râu dài đó các bạn. Chiêu thứ hai sẽ là lá, chiêu 3 sẽ là mặt trời. Và chiêu cuối cùng sẽ là tiệt chiêu nước. Như mọi người đã biết thì dòng Heroic mang trong mình sức mạnh rất là đặc biệt các bạn ơi. Đó là cái dòng mạnh nhất nha các bạn. Wow, ở đây thì anh em mình sẽ nghĩa nhẹ theo đội hình của tên bạn nha. Đầu tiên xài tiệt chiêu đó là mặt trời, kéo được một cái lượng máu kha khá luôn. Tiếp theo thì mình sẽ nhờ đến nhân vật VIP của chúng ta, sở hữu sức mạnh vô cùng đặc biệt và cái skin rất là đẳng cấp luôn các bạn ơi. Wow, chỗ này thì anh em mình sẽ đưa cái bé yêu ra. Wow, 80+ ha. Tầm này thì với sức mạnh đặc biệt của chúng ta còn búp thêm được máu cho tem nữa đây. Wow, mặc dù là búp máu thêm nhưng mà máu của mình vẫn bị tuột nha mọi người. Đây, nhân vật này gọi là nhân vật thí các bạn ạ. À, nó sử dụng cái lượng máu của nó để nó tăng thêm cái lượng sát thương đó mọi người. Cho nên mình hay kêu con này là thí mạng hen. Wow, không đủ đam luôn hả? Mình nghĩ đâu là dư sức nhưng mà con này nó tới 4 sao lận. Cho nên cái lượng sức mạnh nó hơi bị kinh nha. Thành viên tiếp theo là một anh bạn level là tầm khoảng 115. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy bấm vào cái nút đăng ký nha các bạn ơi. Và đừng quên cho mình một like để ủng hộ nhà cho Hentai Channel nha. Đầu tiên thì vẫn phải đi phá cái bộ giáp của dòng Titan. Wow, không cần biết mình như thế nào nhưng mà cái bộ giáp của Titan thì nó rất là chắc nha mọi người. Chỗ này thì anh em mình sẽ xài tuyệt chiêu đặc biệt Auto Hit với sức mạnh đến từ là nữ hoàng. Wow, pha tiếp theo thì mình xài cái tuyệt chiêu gió đi. Căng nhờ. Ôi, quýnh cả ba con cùng một lúc luôn. Và con này thì nó hơi bị khỏe nha mọi người. 4 ngôi sao và level là 40. Lượng máu cũng được tầm khoảng là 107.000 rồi. Đây là nhân vật Macaron Gold. Mình cũng rất là mê bé này nha. Wow, xài chiêu đặc biệt cho hết cả hồn nè. Ôi, mình mất thêm 15.000 máu nữa mới đau. Căng nhờ. Rồi, pha này thì anh em mình giảm đam đi. Chúng ta xài cái chiêu cùi mía nha các bạn. Hiệu ứng là phun một cái phun một cái nguồn năng lượng màu xanh đến tên bạn ha. Victory. Wow, chỗ này đó, anh em mình nhận thêm được điểm coi nha các bạn. Số điểm coi màu xanh và cái số mà màu tím á các bạn. Ở màu hình như cái đó màu hồng hay màu tím ấy. Nó hiện lên đó là anh em mình được hưởng thêm á nha mọi người. Vì khi mà nạp cái gói VIP á thì các bạn sẽ được hưởng thêm cái phần 20% nha. Wow, chỗ này thì anh em mình đẩy nhẹ luôn. Bé này 5 sao, quá ghê gớm rồi. Tầm này chúng ta sẽ đến với là... Wow. Ôi, con này nó cũng 5 sao luôn các bạn ơi. Căng nhờ. Rồi, tới công chuyện luôn. Vị trí này thì nhân vật VIP của mình sẽ ra đi ha. Mình cũng đang cố gắng cho cái nhân vật VIP này của mình nó, ui trời, nó lên được một bậc mới nữa ha. Chúng ta nhận thêm được 6 obic của các thành viên này các bạn à. Wow. Ở đây thì anh em mình chỉ gõ được tầm khoảng là... Ui, căng nhờ. À, ca này thì anh em một là tốn 11 viên game, hai là mình có thể sử dụng cái free pin này để đẩy nhanh cái nhiệm vụ ha. Chỗ này thì theo HNT thì 11 viên game thì nó cũng khá là chua. Ok, đẩy luôn đi.
Nhiệm vụ tiếp theo của anh em mình, thức ăn hả? Thức ăn thì anh em mình sẽ ra ngoài đây thu hoạch thì 30 giây nha. 30 giây thì anh em mình sẽ thu một lần. Còn ở đây thì anh em mình sẽ được chiến đấu nha các bạn, tầm khoảng là một tiếng hả ta? Oh my god. Đây mình nhớ thường thường là tầm khoảng một tiếng, có cái là một tiếng mấy ha. Wow, ngon lành. 1 tiếng 20 phút đi. Wow, mình thì cái này mình để dành để bỏ cái nhiệm vụ này nè mọi người. Để bỏ cái nhiệm vụ thời gian này nè. Còn cái này thì anh em mình sau khi mà thu hoạch xong đủ rồi á, thì anh em mình sẽ xài cái free bin á để bỏ qua cái nhiệm vụ kia. Wow. Còn ở đây thì các bạn biết rồi đó, HNT sẽ nhận được một cái phần thưởng nhẹ ở cái khu vực này. Đây. Mình nói là mình me cái này lắm rồi nè các bạn. Đây cái này. Wow, xem quảng cáo thì anh em mình sẽ được nhân 2 phần thưởng nha. Nhưng mà ở đây HNT né nhẹ nó một cái. Ui, được nguyên một con Legend luôn các bạn ơi. Còn ha. Và phần thưởng này thì mình sẽ được thêm 5 điểm nha các bạn. Ui, xem quảng cáo được nhân 2 nha mọi người. Wow, sau khi mà HNT xem quảng cáo xong thì mình được nhân 2. Vậy là mình sẽ được 10 điểm này nha. Đó, HNT cày cái điểm này muốn xì khối luôn á các bạn ơi. Rồi, ngon lành rồi các bạn. Mình nó là không yêu cầu nhiều. Chỗ này thì anh em mình sẽ ra để xem nhẹ phần thưởng của anh em mình nha. Wow, 14 rồi, 35 thì sẽ được thêm một cái chiếc rương VIP nữa. Rồi, thử coi vận may ngày hôm nay của chúng ta sẽ như thế nào. Ôi, được 10 orbit của dòng Legend. Tiếp theo luôn. Wow, và rương này thì anh em mình sẽ được cái gì đây? Upon. Ôi, cho có 10.000 thức ăn vậy. Gì mà bèo thế nha. Rồi, có còn hơn không vậy các bạn ơi. Bây giờ thì anh em mình thu hoạch nhẹ một ít thức ăn. Tiếp theo thì mình sẽ đến với một cái khu vực nữa là cái khu vực West. Vào đây để chiến đấu nhưng mà mình không có rồng thì thôi đành chịu vậy. Chỗ này thì HNT hiện tại đang tách mạnh cái con Mirage. Mình đang cố gắng nâng cái con này lên sao á mọi người. Cho nên nó là hiện tại đang cố gắng đẩy cái con này lắm luôn. Rồi, ở đây thì mình đang nâng cái bé này lên 5 sao nè nha. Wow. Đây là khu vực bán Orbit ha. Rồi, chỗ này thì mình sẽ đi mua nhẹ Orbit của Heroic bằng vàng cũng như là Orbit của Legend luôn. 12 tiếng thì nó sẽ làm mới lại một lần nha cả nhà. Khu này thì anh em mình sẽ đến với là để mình vào mình xem cái nhiệm vụ VIP của anh em mình nha. HNT đã đẩy xong cái nhiệm vụ rồi á mọi người, cho nên là cái phần thưởng của mình nó khá là ngon. Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta sẽ lên tới là 1370 thì mình sẽ nhận thêm cái rương này nữa. Ở đây thì mình đã được 1340 rồi. Nhiệm vụ của anh em mình sẽ là thả mấy cái bé rồng nó yêu nhau 2 lần nữa là được 150 điểm. Rồi, win trong khu vực arena với con rồng có hệ băng. Bây giờ kiếm con rồng có hệ băng vào khu vực arena để win đó là ok ha. Hôm nay thì mình sẽ phải cho 2 bé rồng nó yêu nhau. Đó, anh em mình sẽ cho mấy cái bé rồng cho nó yêu nhau để anh em mình hoàn thành cái nhiệm vụ ha. Rồi bây giờ anh em mình sẽ đến với cái khu vực là arena. Khu này thì có khá là nhiều thành viên mạnh mẽ, cho nên vào đây là anh em mình phải hết sức cẩn thận nha mọi người. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nhờ đến cái bé yêu. Hôm nay nhân vật chính của mình sẽ là thành viên này, cho nên mình sẽ ưu tiên nó một chút xíu trong về sự lựa chọn để chiến đấu nha. Một hết thành viên tiếp theo. Wow, anh em mình cần phải giữ khoảng cách nha mọi người. Để mà cái lượng máu con này nó ít quá, nhưng mà tên bạn nó mạnh quá, cái lượng sát thương tên bạn mà đam nhân 2 á là nó sẽ đẩy cái con của mình đi du lịch. Đó, anh em mình ở đây thì mấy bé rồng này chúng ta không có cái khả năng hồi sinh á, cho nên nó ngủm là nó đi luôn xa bờ luôn á các bạn. Wow, victory. Ổn áp nha. 60, 70 và 55k này thì nó cũng hơi khoai đây mọi người.
Rồi, chỗ này chúng ta đang có tuyệt chiêu là tuyệt chiêu điện nha. Wow, mạnh dữ. Rồi, ca này thì mình sẽ lụm nhẹ luôn. Ôi, 36 kế phải cho nó chạy là thượng sách thôi các bạn à. Chứ tình hình này là mình thấy không ổn lắm ha. Wow, nhân vật cuối cùng thì sao đây? Rồi, và đây sẽ là bé Mon ha. Ok, vậy là qua được một cửa nữa rồi. Chỗ này thì mình sẽ xem thử đội hình của tên bạn coi có cái gì ha. Wow, 60. Ui, tên bạn có một con Kamas. Với cái dòng này thì nó khá là mạnh cho nên mình hay né nó các bạn. Quýnh không lại đâu. Wow, bé này thì có khả năng hồi sinh luôn nè. Và con này nó đang có sát thương nhân 2 với mình. Gặp những cái tình huống như vậy thì anh em mình sẽ phải ép cái lượng máu tên bạn xuống nha. Ôi, con này nó còn khả năng hồi sinh nữa mới căng. Wow, rồi qua được một em ha. Còn hai con còn lại thì 40 với 50 thì nó sẽ nhẹ hơn khá là nhiều. Nhưng mà con này nó sát thương nhân 2 với mình thì cũng không có nhẹ lắm đâu. Wow, và đây là nhân vật Silly. Rồi qua được cái cửa rồi các bạn ơi. Victory. Wow, 5, ui, 15 hả? 70, 60 và 70. Wow, rồi, chỗ này thì anh em mình sẽ đến với là Ganguru. Một nhân vật thuộc dòng là Heroic các bạn. Wow, rồi, cố lên coi. Lụm nhẹ với thành viên là Snapper. Rồi tiếp theo là nhân vật có cái chiêu đặc biệt nè các bạn. Nếu như mà nó hên nó sẽ có hai lượt đánh dành cho anh em mình nha. Còn nếu như không thì nó sẽ bị hiện cái chữ mid ra. Wow, và đây sẽ là nhân vật cuối cùng của team bạn. Ui, con này nó khỏe kinh khủng luôn nha. Một hit của nó là muốn kéo hết cây máu của mình rồi nè. Và con này nó còn thêm cái khả năng hồi sinh nữa đây mọi người. Ôi, gắt dữ luôn ấy. Wow, nhưng mà trận này anh em mình vẫn qua cửa được nha. Đội hình mình nó cũng te tua tơi tả rồi nhưng mà vẫn còn cầm cự đến được gọi là cái hơi thở cuối cùng hen. 55, 70 vẫn là 70. Wow, mấy cái cửa này thiệt tình là rất là khó luôn ấy. Wow, tình hình này tính sao đây? Lại gặp cái con này hoài luôn. Cái con này thì nó đam sát thương nhân 2 với mình mà mình cũng được đam với nó nữa cho nên là cũng đỡ nha. Chứ nếu như mà chỉ có một chiều thôi á là nó mà sát thương nhân 2 với mình mà mình không có được đam lại thì chúng ta quýnh sẽ rất là đuối luôn. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ đến với là chiêu lá ha. Wow, 55. Rồi qua cửa nha. Tiếp theo để mình xem coi. À nãy giờ quên cái vụ ra thu hoạch nữa các bạn ơi. Anh em mình cần đi thu hoạch để kiếm thêm những cái chiếc búp ở đây ha. Rồi chỗ này được 7 trên 29 rồi. Wow, sát thương nhân 2. Ui, lượng máu của phù thủy ở đây được tăng lên tới 400 mấy luôn các bạn ơi. Bé phù thủy của mình là hơi bị đỉnh nha. Bé này thì là dòng legend mà vẫn được sát thương nhân 2. Đó, hai cái là cũng 300.000 máu. Rất là chùa 300 mấy luôn. Rồi, nhân vật trùm cuối của chúng ta vẫn bị tên bạn nó ăn hiếp các bạn à. Ôi, đam gì mà to thế nhờ.
What? Nó sát thương nhân 2 với mình luôn á cả nhà. Ok, kinh khủng nha. Ôi, con này nó trị luôn hai thành viên các bạn ơi. Bởi vì nó không có sát thương nhân 2 là mình chưa bị hạ đâu. Nó đam nhân 2 không. Wow. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ để lại cho anh ta một lượt đăng ký với. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.